Xin chào các bạn đã ghé xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn giải khối Rubik biến thể Ray-Z 2×3×3 nha các bạn. Thì cái clip đầu tiên của mình đã hướng dẫn cho các bạn giải xong cái tầng 2 nè các bạn. Hoàn thành xong cái tầng 2. Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái tầng 1 này nha các bạn. À. Cái tầng 1 này thì mình có áp dụng mấy công thức để hoàn thành nha các bạn. Thì đầu tiên thì cái bước này thì mình sẽ đi giải các cái góc này nha các bạn. Các cái góc của tầng 1 này, sau đó giải các cái tâm của tầng 1 này đó. Giải các tâm của tầng 1 này là hoàn thành luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ quan sát cái trường hợp này nha các bạn. Thì sau khi mình quay cái tầng 2 này thì nó sinh ra cái tầng 1 này, nó có một vài cái trường hợp nha các bạn. Giống như là những cái góc này, đối với trường hợp này thì có hai cái góc này là nó về đúng vị trí nè các bạn, đúng vị trí, đúng màu luôn. Đó. Đỏ xanh dương và đỏ xanh lá cây. Đó. Có hai góc này là sai thôi các bạn. Thì ở cái bước này thì nó có nhiều trường hợp nha các bạn, có thể là nó hai góc đỏ đúng, hai góc xanh đúng, hai góc cam đúng, hoặc là hai góc xanh cây đúng nha các bạn. Mỗi trường hợp, mỗi cái màu nó đúng thì mình giải khác nhau nha các bạn. Tại vì cái khối Rubik này thì khi mình xoay nó cái tâm này nè, mình xoay nó ngược màu giống như cái clip trước mình nói, nó cũng như là cam với xanh dương nè. Mình xoay cái R hoặc là B thì nó cái mặt trên nó, mình xây cái tầng 1 thì nó không kéo theo tầng 2 ở dưới đây nó xây nha các bạn. Đó, giống như cam này, xanh dương đây nè. Đó, đây là xanh dương này, cam nè. Ví dụ mình dây quay L nè, thì nó cũng không có xây nha các bạn. Đó, nhưng mà mình xây bên đỏ với xanh dương này thì đó, nó sẽ kéo theo cái tầng 2, tâm tầng 2 dưới đây nha các bạn. Đó, nó kéo theo nó xây, nó làm cho cái tầng 2 này bị sai luôn. Trên mỗi một cái bước mình xoay cái màu nó trùng cái góc này á, thì một cách khác nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn giải từ từ tùy theo cái trường hợp mình gặp để mình hướng dẫn các bạn giải nha. Thì cũng có thể là hai góc đúng đó, có thể là hai góc đúng chéo góc nhau nha các bạn, bên đây hoặc bên đây đây nha các bạn. Giống như thế này là có hai góc đúng rồi nè. Rồi ở trường hợp này thì mình có hai góc đúng là màu đỏ nha các bạn, giống như nó trùng với cái mặt đỏ ở đây. Cái tâm mình không quan tâm nha các bạn, mình quan tâm cái góc này thôi, tức là hai góc đúng và hai góc ở đây, hai góc sai. Thì cũng như mình nói có một cái mẹo nha các bạn, thì mình sẽ lúc nào cũng ưu tiên là mặt xanh dương hoặc là mặt cam ở mặt F nha các bạn. Tại vì khi mình quay, mình xoay ở cái bước này thường mình áp dụng công thức bên trái, bên phải trước rồi tới bên trái trước nha các bạn. Bên trái, bên phải rồi tới bên trái thì mình ưu tiên với cam với xanh dương nha. Để mình xoay thì cái mặt ở trên đây nó không có kéo theo tầng dưới thì nó không bị sai nha các bạn. Đó. Thì lúc nào mình cũng ưu tiên để mặt xanh dương hoặc là cam ở mặt F này để mình giải. Rồi ở trường hợp này hai cạnh này đúng nè, thì mình sẽ hai cạnh đỏ đúng này mình sẽ quay qua bên cạnh cam nha các bạn, mình để xanh dương là mặt F đó. Để hai cái cạnh đỏ bên cạnh cam này và một mặt xanh dương là mặt F như vậy. Rồi mình sẽ áp dụng công thức nha các bạn. Công thức này cũng đơn giản, nó cũng giống như công thức mình giải con 2×3×3 của cái khối này nha các bạn. Đó. Rồi áp dụng công thức
R2. R2 tức là từ cái mặt này xuống đây là R2 nha các bạn, giống như là R1 nè. Giống như R1 nè, R2 thì cái màu trắng ở trên đổ xuống dưới là gọi là R2 nha các bạn. Đó, R1, R2. Rồi, quay lại nha. R2 U. Đó, nó không có xây cái tầng dưới nha các bạn. Đó. Tiếp tục. R2 U phẩy. R2. Rồi. Tiếp tục là y phẩy nha các bạn. Y phẩy là mình xây cái cơ cụ ngược chiều đồng hồ như vậy nha các bạn. Đó, là y phẩy. Rồi, tiếp tục. R2 U phẩy. R2U. R2. Đó. Thì nó có một cái phương pháp là khi mình áp dụng cái công thức đó thì nó sinh ra cái hình này mới đúng nha các bạn. Còn nếu mà không sinh ra cái hình này là vì mình đã giải sai nha các bạn. Đó. Nếu mình xoay cái cạnh bên đây mà cái tầng trên nó kéo theo tầng dưới á, là nó bị lộn xộn, không giống như cái hình này là bị sai nha. Đó, tạo thành hình giống vậy. Đó. Sau khi tạo được cái hình giống vậy thì ở đây là mặt B nha các bạn, đây mặt F. Thì mình sẽ xoay mặt B này về mặt F nha các bạn. Mình xoay thành vậy. Đó. Mình đưa thành hình giống như hình chữ L vậy. Đó, L quay qua bên phải vậy. Đó. Từ cái bước này thì mình sẽ quan sát nha các bạn. Nó có cạnh này, cạnh này. Đó, hai cạnh này đúng chéo góc nè các bạn. Mình sẽ quay cái để coi. Mình sẽ quay u phẩy nha các bạn. Đó, quay thử, quay u phẩy. Đó, để cho cái cạnh trùng này nè các bạn, nó đi ra chỗ khác nha các bạn. Tại cái này đã trùng rồi, cạnh này cũng trùng rồi. Mình để như vậy thì mình xoay thì cạnh này nó bị sai nha các bạn. Mình xoay u phẩy. Rồi, mình để như vậy nha các bạn. Mình sẽ áp dụng công thức thứ hai. Rồi, thức này mình xoay bên trái nha các bạn. Anh L hay là anh L phẩy cũng giống nhau các bạn. Mình sẽ để công thức là anh L phẩy nha các bạn. Anh L 2 phẩy nè. U phẩy. Anh L 2 phẩy. U. Anh L 2 phẩy. Rồi, tiếp tục Y nha các bạn. Y là cùng chiều kim đồng hồ. Rồi, tiếp tục. Anh L 2 phẩy. U. Anh L 2 phẩy. U phẩy. L 2 phẩy. Rồi, mình quan sát nha các bạn. Sau khi áp dụng công thức đó thì nó sinh ra là nó đổi nha các bạn. Nó đổi thành là nó hai cạnh đỏ đúng, hồi nãy nó thành là cạnh sinh dương. Sinh dương đúng nha các bạn. Đó. Nó sinh ra hai cạnh sinh dương đúng. Tại thường nó đầu tiên thì nó sinh ra hai cạnh đỏ đúng thì mình xây ít khi nào mà nó lật thành hai cái cạnh kia đúng á. Nhưng mà khi mà nó có hai cạnh sinh dương đúng và hai cạnh cam đúng thì mình dễ xây hơn nha các bạn. Còn hai cạnh đỏ đúng hoặc là hai cạnh xanh cây đúng thì nhiều khi nó sinh ra một cái trường hợp khác thì giống như vậy, nó đổi là sinh ra hai cạnh này. Anh hai cạnh ở mặt sinh dương đúng. Rồi, trường hợp này thì mình áp dụng một công thức lại giống như từ đầu nha các bạn. Cái trường hợp này thì hai cái cạnh sinh dương này mình sẽ đưa lên cái mặt B này nha các bạn. Đó, hai sinh dương đưa về mặt B này, ở mặt xanh lá cây này. Đó, như vậy nha các bạn. Rồi, mình tiếp tục mình áp dụng công thức thứ nhất như cái lúc hồi nãy nha các bạn. Áp dụng công thức R2
U R2 U phẩy R2 Y phẩy R2 U phẩy R2 U R2 đó, giống như nãy nha các bạn. Sau khi mình xoay nó thì nó được hai cạnh giống như vậy đó. Bắt đầu mình đang xây ép nè các bạn, ép xây mặt B nha các bạn, quay thành cái hình vậy đó. Đó, xây dành hình giống vậy rồi. Tiếp tục mình sẽ xây là U phẩy ở U nha các bạn. Trường hợp này hai cạnh đỏ đúng ở đây, mình sẽ xây U, tức là nó cho hai cạnh đỏ qua màu xanh lá cây này nha các bạn. U nè, đó, hai đỏ đây nè. Rồi tiếp tục mình áp dụng công thức thứ hai nha các bạn. L2 phẩy U phẩy L2 phẩy U L2 phẩy tiếp tục Y L2 phẩy U L2 phẩy U phẩy L2 phẩy đó. Thấy chưa các bạn? Thì hồi nãy cái bước hồi nãy là tại sao mình đưa hai cái đỏ về bên tay phải, tức là áp dụng công thức thứ hai thì hai cạnh đỏ bên tay phải không bị di chuyển nha các bạn. Đó là cái mẹo đó. Chứ mình để hai cạnh đỏ ở mặt ép này, nó sau khi mình xoay nó sẽ chạy mất nha các bạn. Cho nên mình đưa về cái cạnh bên tay phải này để mình áp dụng công thức bên trái thì hai cạnh đỏ này giữ nguyên nha các bạn, giống như nãy mình để đây nè. Đó, nó giữ nguyên. Hai cạnh này sẽ hai cạnh sai nãy thành hai cạnh đúng. Rồi, sau khi áp dụng công thức đó thì nó sẽ được bốn góc đúng nha các bạn. Đó, hai cái góc này đúng à, hai cái này đúng là mình đã hoàn thành. Xong tiếp tục cái bước giải ở tầng 1 nha các bạn. Đó, như vậy. Đó. Tiếp tục là mình sẽ đi giải các cái tâm này nha các bạn để hoàn thành cái khối rubik này. Đó. Được bốn góc này đúng rồi. Tiếp tục mình giải các cái tâm này. Đó. Cái tâm này thì cũng có rất nhiều trường hợp nha các bạn, giống như là nó ở trường hợp này thì có ba tâm nè, sai nè, một tâm đúng nè, có nhiều trường hợp là bốn tâm sai nha các bạn, hoặc có nhiều trường hợp là hai tâm sai hai tâm đúng, nó rất là nhiều trường hợp. Rồi mình sẽ để cái trường hợp giải tâm này bước cuối nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn giải các cái góc này, giống như hồi nãy là hai góc đúng, sau tới là hai góc xanh dương đúng nha các bạn. Đó. Rồi, để mình tiếp tục hướng dẫn cái trường hợp khác của giải các góc của tầng 1 này cho các bạn. Rồi. Mình tiếp tục đi giải một trường hợp khác nữa nha các bạn. Như nãy là mình giải là có hai cạnh đỏ đúng, hai cạnh xanh giải xong nó thành hai cạnh xanh dương đúng. Bây giờ là hai cạnh màu xanh lá cây đúng nha các bạn. Hai cạnh bên đây sai. Giống như trường hợp này. Đó, hai góc xanh cây đúng nè, tâm thì không quan tâm nha các bạn. Đó, hai góc xanh cây đúng nè, hai góc này sai. Ở trường hợp này thì mình cũng để cái mặt ép là xanh dương nha các bạn. Đó. Hai cái góc đúng nằm đây. Trường hợp này mình sẽ xây U để hai cái xanh lá cây qua cái mặt cam này bên đây nha các bạn. U nè, ở bên đây. Qua mặt cam này. Rồi. Mình để như vậy nha các bạn. Mình sẽ đi áp dụng công thức thứ nhất. Mình áp dụng công thức thứ nhất để giải cái
vậy trước nha các bạn. Rồi, để cái hình giống như vậy. Áp dụng công thức R2U, R2U phẩy, R2 Y phẩy, R2 U phẩy, R2 U, R2. Đó, nó sinh ra hình giống vậy. Rồi, mình sẽ xây mặt mặt B về mặt F nha các bạn, để hình giống vậy. Đó, thấy chưa các bạn? Đó, trường hợp là như vậy. Sau khi xoay thì nó ra cái hình giống như vậy nha các bạn. Đó, và chưa có cái góc nào để mình sao này, để đây này nó đúng nè các bạn, thấy chưa. Rồi, ở trường hợp này thì sao nó ra hình giống vậy, mình sẽ di chuyển nó các bạn, giống như mình để như vậy thì nó được hai góc đúng chéo góc nè các bạn, mình để dày xay thì cái góc đúng này thành sai nha các bạn. Thì cái bước này mình sẽ lúc hồi nãy nó để như vậy thì mình xay U nha các bạn, xây cái tên là U. Đó, để cái góc này nó chéo qua đây và hai góc này đúng nằm đây nè các bạn. Đó, 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 nãy nằm đây nè thì U. Rồi, để như vậy nha các bạn, mình sẽ áp dụng công thức cuối, công thức thứ hai, L2 U phẩy, L2 U, L2 phẩy, tiếp tục Y, L2 U, L2 U phẩy, L2. Rồi mình quan sát nha các bạn. Sau khi áp dụng công thức đó là sinh ra hai góc cam nha các bạn, nó sẽ đổi thành hai góc khác. Thường là cái như mình nói đó, cũng như hai góc màu xanh lá cây á, hoặc hai góc đỏ khi mình giải nó sẽ ra một hai góc, cái góc khác nó cũng không ra là hai góc đúng nha các bạn. Đó, đặc biệt là nó giống như vậy. Đó, ra góc cam này thì mình giải đơn giản hơn nè. Đó, ở trường hợp này thì mình được hai góc cam đúng nha các bạn. Mình trường hợp này thì mình cũng để mặt xanh dương là bằng F nha các bạn, hai góc cam đúng là mình đây. Đây là mình sẽ xoay U phẩy nha các bạn, để hai góc cam này nó về cái mà hai góc ở mặt F này. Đó, lúc nào mình ưu tiên cái mặt xanh dương để mình xoay cho nó dễ nha các bạn. Rồi, U phẩy nè, để hai cái góc cam đúng này về mặt F này, được chưa các bạn. Rồi, áp dụng công thức thứ nhất nha các bạn, R2 U, R2 U phẩy, R2 Y phẩy, R2 U phẩy, R2 U, R2. Đó, sau khi áp dụng công thức duy nhất thì nó sinh ra hình này. Rồi, mình xây mặt B về bằng F nha các bạn. Đó, giống như vậy. Đó, hình giống như vậy nha các bạn. Chưa? Đó, nó sinh ra được là, để mình quan sát là đúng mặt hai mặt xanh dương nha các bạn. Đó, hai góc xanh dương đúng nằm đây nè. Rồi, mình sẽ xoay U nha các bạn, tiếp tục mình xoay U để cho hai góc xanh dương đúng này qua cái mặt xanh lá cây này. U nó nằm đây nha các bạn. Rồi, để hình giống vậy.
Rồi tiếp tục mình áp dụng công thức thứ hai nha các bạn. Thì để hai cái góc này bên tay phải, để khi áp dụng công thức thứ hai thì hai góc này không thay đổi nha các bạn. Tại hai góc này hai góc sai nè, giống như là cam xanh cây đây nè các bạn, còn ở đây là đỏ xanh cây đó, thì hai góc này sẽ khoáng cho nhau khi mình quay về bên đây nè, nó sẽ đúng như các bạn đó. Mình để hai bên đây thì áp dụng thức hai góc này không thay đổi nè, vậy hai góc này nó khoáng cho nhau để ngồi nó đúng luôn nha các bạn. Rồi áp dụng công thức L phẩy 2 U phẩy L phẩy 2 U L phẩy 2 Y L phẩy 2 U phẩy U chứ U nha các bạn, U L phẩy 2 U phẩy L phẩy 2 Rồi quan sát rồi, thấy chưa? Khi áp dụng công thức đó thì nó ra hai góc này giữ nguyên, hai góc này đúng rồi các bạn. Thành ra nó ra bốn góc đúng nha các bạn. Đó. Giống như nãy mình nói là nó có hai góc cam đúng hoặc là hai góc sinh dương đúng thì dễ xoay hơn là vậy đó. Khi mình áp dụng công thức là nó ra luôn hai góc này đúng luôn. Đó. Còn hai góc đỏ đúng, hai góc xanh cây đúng thì nó hơi khó nha các bạn. Đó, nó ra về là đúng nè. Mình xây về cái tầng 1 về cái mặt đúng cho dễ coi nè. Đó. Đó, xanh cây, đó xanh dương. Đó, là bốn góc đúng hết nha các bạn. Đó. Ở trường hợp hai góc cam đúng thì giải cũng rất đơn giản, mình giải cái là nó ra hai góc kia thành đúng luôn. Đó. Nếu ra trường hợp là hai góc cam đúng nè các bạn, với hai góc xanh dương đúng thì rất là dễ giải nha các bạn. Còn ra vào trường hợp là hai góc xanh cây đúng và hai góc đỏ đúng thì nó hơi khó. Rồi. Đó là bốn trường hợp nha các bạn, giống như là nó có hai góc đúng là xanh dương cam đúng và xanh dương đúng đỏ hay là xanh lá cây đúng. Đó là ra trường hợp là có bốn góc, có hai góc đúng, hai góc sai. Rồi. Mình đi tiếp tục mình giải cái trường hợp khác nha các bạn. Đó. Trường hợp là hai góc chéo góc này bị sai. Và hai góc chéo góc đúng nha các bạn. Rồi. Mình tiếp tục trường hợp khác nha các bạn. Ở trường hợp này thì nó có hai góc đúng và hai góc sai chéo góc hình chữ X nè các bạn. Như là cam xanh dương nè. Đỏ xanh cây. Giống như vậy nè. Nếu mình xoay qua đây thì hai góc này nó đúng đó. Nó sai nha các bạn. Này là không đúng nè. Vậy mới đúng nè. Đó, hai góc này. Này hai góc này đúng, hai góc này sai. Còn nếu mà cho góc này đúng á, thì góc này đúng, hai góc này đúng và hai góc này sai, nó chéo ngược với nhau nha các bạn. Đó, ở trường hợp này thì mình sẽ đưa hai góc đúng này là cam và xanh dương là đúng nha các bạn. Và đỏ xanh lá cây là đúng, là hai góc chéo như vậy. Ở trường hợp này như vậy, mình để như vậy. Mình ưu tiên mặt sinh dương cũng là mặt S nha các bạn. Trường hợp này thì mình sẽ mình xây U phẩy nha các bạn. U phẩy cho cái hai cái góc này, cái góc này nó về bên đây nè các bạn. Đó. Để, rồi cái góc đúng này về bên đây. Để cho mấy cái góc đúng này nè, khi mình xây nó không bị sai nha các bạn. Góc đúng này nó quay qua đây. Và góc đúng này xây qua đây. Gây U phẩy nè. Rồi. Rồi, mình sẽ áp dụng công thức thứ nhất trước nha các bạn để giải trường hợp này. R2 U R2
phẩy R2 Y phẩy R2 U phẩy R2 U R2. Đó. Sau khi áp dụng công thức thứ nhất thì nó giống như kia thôi các bạn. Sau khi áp dụng thứ nhất thì nó sẽ tạo ra hình này nha các bạn. Đó. Mình sau khi áp dụng công thức mà nó không ra cái hình này là mình đã giải sai nha các bạn. Rồi. Mình sẽ dây B qua F nha các bạn. Thì hình như vậy. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ xây là 2U nha các bạn. 1, 2 đó. Cho hai góc đúng này về bên đây để mình áp dụng công thức thứ hai là mình quay bên đây nó không bị mất hai cái góc này nha các bạn. Đó, mình sẽ sau khi áp dụng công thức hai thì hai cái góc này về đúng vị trí luôn. Rồi. Áp dụng công thức thứ hai nha các bạn. L phẩy 2 U phẩy L phẩy 2 U L phẩy 2 Y L phẩy 2 U L phẩy 2 U phẩy L phẩy 2 Đó. Sau khi áp dụng công thức thì hai cái góc này đúng luôn các bạn. Thì cũng may mắn là các cái tâm này đúng luôn nha các bạn. May mắn là các cái tâm này đúng luôn. Còn nếu mà các tâm bị sai thì mình tiếp tục thì mình giải các tâm này ở cái bước cuối thôi các bạn. Thì cái tâm này rơi vô trường hợp nào thì mình giải cái tâm này theo trường hợp đó thôi. Cái clip cũng hơi dài rồi, mình cũng xin phép tạm dừng tại đây nha các bạn. Thì cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục đi giải trường hợp là các cái tâm này bị sai nha các bạn. Đó. Thì nó rơi vào các tâm này rơi vào trường hợp nào thì mình giải trường hợp đó nha các bạn. Có thể là có hai tâm đúng, hai tâm sai, hoặc là một tâm đúng, ba tâm sai, hoặc là hai tâm đúng đối diện, hai tâm đúng cạnh thì đúng hay đối diện sai, giống vậy thôi các bạn. Ở cái trường hợp giải góc này cũng không khó lắm đó các bạn. Thấy nó vậy chứ nó không có mấy công thức đơn giản đâu các bạn. Này khối Rubik này thì nó hơi khó nhau là những cái bước đầu thôi các bạn. Lúc sau mình giải mình quen rồi thì mình nhìn ra cái khối Rubik này cũng đơn giản các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Các bạn hãy đam mê thì các bạn làm bất cứ việc gì các bạn cũng sẽ thành công thôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của mình. Xin chào các bạn.